nhãn hàng Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi INBC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sùng khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, từ xa xưa thì thảo dược đã được y học cổ truyền áp dụng để chữa bệnh xương khớp. Thế nhưng ngày nay thì các nhà khoa học đã có thể chiết xuất ra được những tinh chất có trong thảo dược để điều trị hiệu quả bệnh xương khớp, và chậm và chắc. Đó chính là cụm từ mà chúng ta vẫn thường nghe nói đến nhiều khi việc sử dụng thảo dược. Thế nhưng nhiều người khi thấy tác dụng chậm và cứ nghĩ rằng thảo dược không có tác dụng. Đây là một suy nghĩ sai lầm, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi. Bên cạnh những bệnh về xương khớp thì họ còn mắc phải một số những bệnh nền. Vậy thì có sử dụng thảo dược được hay không? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay, có phần trò chuyện của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Quý vị thân mến, khi theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến chủ đề của chương trình, có thể gọi điện thoại đến cho chúng tôi thông qua số tổng đài 1800 1156, hoàn toàn miễn cước. Còn bây giờ, kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. Em đi đâu về mà tóc đầy mê, em ngồi em chạy nghĩ gì vui thế, mà cười một mình la 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 la. Trời ơi, sao nữa rồi, đau nữa hả? Đau nhiều không? Sao, có làm thuốc cho tôi không? Ờ, biết rồi, thôi đừng có rên la nữa mà. Đây á, biết đó đau cho nên đem thuốc qua cho nè. Nè, nhớ, cái gì vậy, nắm cái sợi dây thôi, nắm cái tay người ta chi. Lối xuống ta đi ra ta vô. Trời ơi, cảm ơn Phục nha. Nè, nắm tay uống mau hết thương. Là gì nghĩ chết à. Nói nghe nè, cái này là toàn là cỏ cây thiên nhiên không à, rất là dễ uống, sắc uống nha hôn. Biết rồi. Nhớ không? Tháng sau á, Phụng đem cho Bình bằng cái này nữa nghe. Dạ, con chào cô. Ừ, chào con. Ủa, con mới về con? Ờ, tía chào con. Dạ, cô mới qua chơi hả cô? Ừ, cô. Dạ. Tía. Gì con? Sao tía hẹn hò với cô Phụng qua chơi á, không mời cô vô nhà đứng trước đường trước xá vậy? Kỳ quá. Trời ơi, hẹn hò công khai có gì đâu con. Tự nhiên vô nhà kỳ hơn nữa đó. Anh nè, nè, đừng có suy nghĩ bậy bạ nghe. Cái thằng bé kia. Cái thằng bé kia. Ôi, cô là cô buôn bán. Ở nhà cô mấy đời làm thuốc đó. Dạ. Cho nên thấy ba của bé bệnh. Nên cô đem qua rồi ba bé mua ủng hộ cô. Không có hẹn hò, đừng có suy nghĩ bậy bạ cái thằng bé kia. Cô, đâu có đâu, con trông sáng lắm á cô. Ở mặt hẹn hò thì cũng có sao. Con thấy cô Phụng được quá trời luôn á tía. Được không? Được. Dạ. Tia Di, cô cũng có cái gì đâu. Bạn già thân thiện với nhau từ nhỏ tới bây giờ có gì đâu con. À, bạn già vậy mà từ đằng xa con thấy lấp ló đâu đó bóng hình một người như tía và một cô thiếu nữ rất là xinh, hai người thỏ thẻ nhắm tay nhau. Bậy là ấm lắm rồi nào. Trời ơi, bộ nắm tay nhau là yêu hả? Ủa thì con có biết gì đâu nè. Chưa nãy nó nắm chị nó thấy mà tía. Ủa? Mà cô tía nói tía mua cái gì vậy tía? Thì đó, tía bị đau nhức xương khớp. Dạ. Uống thuốc giảm đau mà nó cũng không ăn thua. Nhưng mà rồi uống thuốc nó nhiều quá, rồi cái bao tử của tía bị rim. Thì đó, còn nói tía cũng nghe con. Con đưa tía uống cái sản phẩm chiết xuất từ thảo dược. Ừ. Tía không chịu uống, bây giờ tía cứ than là đau. Đó, tía thấy không? Tía không chịu điều trị theo cách của con, là dùng những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược á. À, bây giờ tía cứ than thấy đau hoài à. Trời ơi con ơi, cái bệnh của tía uống thuốc giảm đau còn không ăn thua đó kìa. Dùng mấy cái sản phẩm chiết xuất từ thảo dược của con á, biết có hiệu quả không? Đúng rồi, con nói đúng quá. Mà con biết không, bây giờ tớ nói thuốc có đủ thứ loại, biết cái loại nào tốt, loại nào xấu hả? Nhiều khi bị tác dụng phụ nữa. Còn riêng đặc biệt nha, cái thuốc mà cô đem qua cho ba con là cỏ cây thiên nhiên hả? Sắc uống rất là tốt cho sức khỏe. Con cũng nói đúng đó. Với lại tía bị
đau bao tử nữa. Trời. Rồi không biết dùng sản phẩm của con nói có được không? Đúng trời rồi. Đất ơi, bây giờ hả, lúc trước ở trong nhà có hai tía con à, thì cái gì con cũng nói đúng. Bây giờ có cô Phụng nói đúng đó. Có cái gì đúng thì chỉ nói thôi à. Nè, tía với cô Phụng biết không, đúng là thảo dược á có thể hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, làm tăng hiệu quả điều trị, giúp người bệnh rút ngắn được thời gian sử dụng thuốc tây và giảm tác dụng phụ của thuốc tây đối với cơ thể. Nhưng mà phải dùng đúng liều đúng lượng nha, chứ không á tiền mất tật mang đó. Con ơi, bây giờ người ta quảng cáo đầy đồng hết trơn hết trọi, biết cái loại nào hay cái loại nào dở. Đó, bây giờ thuốc nam của tôi nè đã ba đời rồi, ai trị cũng hết, thì nên uống cái này đi đúng không? Đúng rồi. Với lại tí nói cũng biết tía bị tiểu đường đó, rồi biết dùng sản phẩm của con nói nãy đó, biết được không? Xu hướng bây giờ là dùng sản phẩm kết hợp giữa khoa học hiện đại và y học cổ truyền để làm tăng chất lượng sản phẩm, hiệu quả và an toàn. Mới nghe nó nói cái gì mà kết hợp gì đó. Cái gì khoa học thì cổ truyền gì tùm lum á. Thôi tôi thấy vậy nè, muốn chắc năng á, hỏi bác sĩ kìa. Dạ đúng rồi. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật đang muốn sử dụng thảo dược để điều trị các bệnh về xương khớp. Và thưa bác sĩ, vậy theo quan điểm của y học về tác dụng của thảo dược trong việc điều trị xương khớp thì như thế nào ạ? Thật ra thảo dược thì từ lâu nó đã có tác dụng mà đã được không phải chỉ riêng của Việt Nam mình mà cả thế giới cũng đã chứng minh là nó có tác dụng. Thế thì khi chúng ta sử dụng dược thảo thì có một đặc điểm như thế này là khi sử dụng dược thảo thì dược thảo đó phải bảo đảm được là nó có cái nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ hai thì cái người đông y của chúng tôi thì không bao giờ sử dụng một cái vị thuốc mà để dùng. Nên chúng ta hay có thói quen là ra vườn bứt một cái cây gì đó hoặc là đi sưu tầm một cái cây gì đó về sử dụng. Chỉ riêng nhất là chỉ có một số cái dược thảo như ví dụ như là nhân sâm, đông trùng hạ thảo hoặc là linh chi vân vân. Thì lý do tại sao là khi chúng ta sử dụng dược thảo thì trong cái dược thảo nguyên đó thì nó sẽ có là vừa có hoạt chất để tác dụng điều trị nhưng nó lại có một số cái hoạt chất có thể gây hại cho sức khỏe. Do đó nếu chúng ta sử dụng như vậy thì nó sẽ không có lợi. Những ông tổ của ngành y học cổ truyền đó đã kết hợp nhiều vị thuốc lại với nhau, nó gia tăng tác dụng của nhau để nó làm cho cái bài thuốc trở nên hoàn hảo. Ngành y học cổ truyền thường nói là 3 thang thì mới thấy, có nghĩa là chúng ta phải chờ đợi cái kết quả chứ không phải nó không có tác dụng giống như là cái thuốc Tây y, đặc biệt là đối với bệnh xương khớp là có tác dụng rất là tốt từ lâu đời và đến nay thì khoa học đã chứng minh được rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là tác dụng của dược thảo là tác dụng từ từ và kéo dài. Đặc biệt cái nữa là dược thảo thường nó sẽ không có tác dụng phụ nhiều. Thì mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có một sự lựa chọn tốt đối với những cái bệnh mà mình đang có. Và thưa bác sĩ, khi mà chúng ta sử dụng thảo dược để điều trị các bệnh về xương khớp thì có cần lưu ý gì hay không ạ? Khi chúng ta sử dụng thảo dược thì chúng ta sẽ không nên sử dụng theo cái phương pháp là tự động mình đi mua một cái loại dược thảo gì về để sử dụng. Chúng ta nên tư vấn của nhà chuyên môn. Khi sử dụng dược thảo thì nó sẽ có một sự phối hợp theo những nguyên tắc của y học cổ truyền chứ không phải là tôi thích phối hợp cái gì đó thì tôi phối hợp. Như vậy nó sẽ làm giảm đi những cái tác dụng không mong muốn và nó tăng cái tác dụng chính. Và hiện nay thì với cái công nghệ dược hiện đại đó thì người ta bắt đầu là chiết xuất những cái hoạt chất mà có tác dụng để tạo thành những cái sản phẩm phối hợp lại với nhau có tác dụng điều trị. Thì khi những cái sản phẩm đó mà các bạn lựa chọn thì thứ nhất là các bạn phải lựa chọn là những cái công ty mà có uy tín, sử dụng những dược thảo có nguồn gốc rõ ràng, cái quy trình sản xuất theo đúng quy chế của Bộ Y tế. Thì như vậy nó sẽ bảo đảm được là cái thuốc của chúng ta khi sử dụng vào, đưa vào cơ thể nó sẽ bảo đảm sự an toàn. Và thưa bác sĩ, với bệnh xương khớp và cụ thể là đau nhức xương khớp thì có thể sử dụng thảo dược để điều trị được không ạ? Cái bệnh xương khớp là bệnh mà chúng ta sử dụng thảo dược rất là tốt. Vì sao? Vì hiện nay với cái tác dụng của y học cổ truyền, nó đã được y học hiện đại chứng minh là trong những cái dược liệu mà có tác dụng đối với xương khớp lại có tác dụng là giảm đau kháng viêm, hạn chế sự tác động của những cái yếu tố gây tổn thương sụn khớp, cũng như là những cái hoạt chất mà có tác dụng kích thích sự tăng trưởng lại của tế bào sụn. Do đó khi mà chúng ta bị bệnh xương khớp thì chúng ta dùng dược thảo rất là tốt. Tại Việt Nam mình có rất là nhiều cái dược thảo mà có tác dụng đối với lại xương khớp. Ví dụ như là có cái địa liền là một trong những cây mà thuộc họ gừng mà từ lâu đời người ông cha của ta đã sử dụng rồi. Nhưng hiện nay khoa học đã chứng minh được là trong địa liền có một số cái hoạt chất mà đặc biệt là trong 6 năm nay thì Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam mình đã nghiên cứu cho thấy cái hoạt chất KGA1 nó có tác dụng là giảm đau kháng viêm rất là tốt và đặc biệt là nó có tương đương với những cái thuốc giảm đau kháng viêm của Tây y. Cái thứ hai là trong đó có cái cây đỗ trọng chẳng hạn. Đỗ trọng là một cái dược liệu mà người Đông y người ta gọi là thuốc có tác dụng là gì khu phong trừ thấp mà bổ cho can thận. Nhưng mà đặc biệt là chứng minh hiện nay cho thấy là đỗ trọng ngoài tác dụng kháng viêm giảm đau ra thì đỗ trọng lại có tác dụng là phục hồi lại tế bào sụn khớp,
cũng như là hỗ trợ cho những bệnh nhân bị loãng xương. Kế nữa là trong đó nó có cái ngưu tất. Ngưu tất cũng có tác dụng là gì? Là người ta gọi là phu phong trừ thấp. Ngưu tất hiện nay có tác dụng giảm đau kháng viêm rất là tốt. Và cái thứ hai nữa lại có tác dụng bồi bổ cho sụn khớp rất là nhiều. Nên khi chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta thấy là gì? Ngoài cái giảm đau ra thì cái cơ xương khớp của chúng ta lại được hoạt động trở lại. Bên cạnh đó thì collagen. Collagen là một cái hợp chất mà gọi là có ở trong thiên nhiên và người chiết xuất từ những thực vật cũng như là các cái động vật, thì cho thấy là collagen, đặc biệt là collagen type 2, là một cái collagen mà sẽ hỗ trợ cho sụn khớp rất là nhiều. Các thầy thuốc sẽ cố gắng nghiên cứu để kết hợp các dược liệu lại với nhau để thì với cái liều lượng nó giảm dần và nhưng nó lại tăng tác dụng vì nó là có tác dụng hiệp đồng, do đó nó làm cho cái sản phẩm có tác dụng tốt nhưng bên cạnh đó thì lại không có cái tác dụng phụ nhiều đối với bệnh nhân sử dụng. Cảm ơn bác sĩ. Xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm một số những cái nghiên cứu hiện nay mà y học đã chứng minh về tác dụng của các loại thảo dược này trong việc điều trị xương khớp ? Thì hiện nay ở Việt Nam mình á, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chiết xuất được cái hoạt chất đó là KGA1. Một cái hoạt chất này là rất đặc biệt, đã được nghiên cứu cũng rất là nhiều, thì chứng minh là cho thấy là có tác dụng giảm đau kháng viêm. Thì các nhà chuyên môn đã lại phối hợp với lại một cái bài người ta gọi là bài độc hoạt tăng ký sinh. Thì trong đó nó có những cái vị thuốc mà có tác dụng là gì? Là giảm đau kháng viêm, nhưng bên cạnh đó lại có tác dụng là bồi bổ cho cơ thể. Người ta gọi là những cái vị thuốc có tác dụng hành khí, hoạt huyết và bổ huyết. Ví dụ như là sâm nè, bạch truật nè, bạch thược nè, sinh địa nè, và những cái vị thuốc mà có tác dụng là hành khí hoạt huyết như là đương quy hoặc là xuyên khung. Thì như vậy nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta được có phục hồi lại cái chức năng miễn dịch tốt, góp phần làm hỗ trợ cho cái hệ thống xương khớp của chúng ta. Ngoài ra thì các nhà khoa học lại còn phối hợp với những vị thuốc mà gọi là để là bổ cho can thận, có nghĩa là bổ vào cho cái cốt tủy của mình. Ví dụ trong đó có tăng ký sinh nè, ngưu tất và cái đỗ trọng, thì ba cái vị này lại có tác dụng là gì? Làm cho mạnh gân cốt theo y học cổ truyền. Nhưng mà khoa học hiện nay chứng minh là ba vị này có tác dụng, ngoài tác dụng giảm đau kháng viêm lại có tác dụng phục hồi sụn khớp. Nên một số các cái bệnh nhân khi sử dụng cái bài này thì sẽ thấy là sau một thời gian giảm đau rồi thì thấy là cái khớp của mình cử động tốt hơn, và như vậy nó sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy là gì? Tham gia lại về cái cuộc sống của mình tốt hơn. Viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi INBC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Và thưa quý vị, khi chương trình diễn ra thì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình liên quan đến chủ đề về các bệnh xương khớp và cách thức để điều trị. Và chúng tôi nhận được câu hỏi của vị khán giả tên là Thanh Tuấn, 55 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long. Xin được kết nối với vị khán giả của chúng ta. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ vừa chia sẻ về chiết xuất cây địa liền là KGA1 được Viện Hàn Lâm nghiên cứu. Chất này có tác dụng giảm đau xương khớp rất hiệu quả mà an toàn, không gây hại bao tử. Vậy tôi muốn mua sản phẩm này thì mua ở đâu ? Xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn. Thì thật sự ra đó, sản phẩm này đã được các nhà chuyên môn người ta nghiên cứu rồi và đã đưa ra thành sản phẩm rồi, đã được một cái công ty mà có uy tín cũng như là đã sản xuất, nên anh có thể ra bất kỳ một cái tiệm thuốc tây nào có thể là nói là chúng ta mua một cái sản phẩm mà có cây địa liền do cái Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sản xuất, thì như vậy nó sẽ giúp cho anh sử dụng được cái sản phẩm uy tín, chất lượng và đúng như là cái mong muốn của anh. Dạ vâng. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được từ vị khán giả tên là Ngọc Lan, 60 tuổi tại Bến Tre. Xin mời kết nối với vị khán giả Ngọc Lan. Thưa bác sĩ, tôi bị đau nhức xương khớp đã 5 năm. Bác sĩ có nói tôi bị thoái hóa khớp và tôi có điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Hiện nay tôi muốn tham khảo sử dụng các sản phẩm hỗ trợ. Tôi nghe nói sản phẩm hỗ trợ điều trị mà bác sĩ vừa chia sẻ, ngoài chiết xuất từ cây địa liền, còn có collagen type 2 cũng mang lại hiệu quả trong việc phòng ngừa thoái hóa khớp. Tuy nhiên, tôi bị đau dạ dày và tiểu đường, không biết tôi dùng sản phẩm này có được không?
Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác và xin mời phần chia sẻ của bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của cô Ngọc Lan. Thật sự ra thì đây cũng là một cái quan tâm của nhiều người mà đã đang sử dụng những cái loại thuốc và dược thảo. Tôi xin thưa như thế này, tại vì trong cái sản phẩm mà có phối hợp như vậy đó, thì khi chúng ta sử dụng trong cái sản phẩm này với cái cây địa liền là có tác dụng là gì, điều hòa lại các hoạt động của hệ tiêu hóa. Nên chị an tâm là khi sử dụng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái hệ thống của đường tiêu hóa. Có nghĩa là nó sẽ không làm cho chị cảm thấy là có cái tình trạng ở hơi ở chua hoặc là đau của vùng thượng vị. Tuy nhiên có một cái là khi chúng ta sử dụng mà phối hợp nhiều cái dạng bệnh, ví dụ như có bệnh tiểu đường, tăng huyết áp mà chúng ta phải sử dụng những cái thuốc bằng Tây y, thì tôi khuyên các bạn là khi sử dụng hai loại cùng một lúc, nghĩa là vừa thuốc Tây và vừa thuốc từ dược thảo, thì chúng ta nên sử dụng cách nhau khoảng trên 2 tiếng. Như vậy nó sẽ tạo nên cái sự an toàn cho mình. Và cái thứ hai, nó tránh được cái sự tương tác giữa các cái loại thuốc với nhau và nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho bạn sử dụng thuốc cho đúng mức. Xin được cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn vừa rồi. Cảm ơn các vị khán giả đã gọi điện thoại đến cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện của tiểu phẩm ngày hôm nay để xem rằng sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ thì các nhân vật của chúng ta sẽ có hướng giải quyết ra sao nhé. Phụng ơi, cho mình hồi âm cái thuốc này lại cho Phụng nghe. Ý là trả lại á hả? Ý là trả lại á hả? Trời ơi, cái gì vậy trời? Ngày đầu tiên buôn bán bị bơm hàng vậy thì thôi ở không đi, khỏi buôn bán gì cho nó khỏe. Cô Phụng nè, cô đừng có trách tía con. Tía, bây giờ tía thấy lời con nói đúng không? Đúng rồi, dùng thảo dược để điều trị đau nhức xương khớp là đúng, nhưng phải đúng liều đúng lượng, nên tham khảo những sản phẩm được chiết xuất từ những công nghệ hiện đại giúp nâng cao tác dụng điều trị của thảo dược. Nói chung là tại vì ba con thấy cô buôn bán cực khổ cũng muốn mua ủng hộ cô, nhưng mà bây giờ ba con biết cách điều trị rồi thì cô cũng yên tâm phần nào. Trước đây tôi có một sai lầm là lạm dụng cái thuốc giảm đau quá nhiều, do đó tôi phải đi gặp bác sĩ để tôi khám lại, định lại cái bệnh của mình, sau đó mình mới dùng cái sản phẩm hỗ trợ điều trị chiết xuất từ thảo dược, mà đặc biệt là chiết xuất từ cây địa liền đó nghe. Hôm nay sẵn tiện cô qua nhà con, cô chờ một chút nha, con giới thiệu cho cô sản phẩm này. Anh có thằng con nó giỏi quá trời, nó biết này kia kia nọ, vậy mà còn hô hào rên la làm cho người ta phải đi chạy đi kiếm cái thuốc. Trời ơi, nó nói không sao tôi tin, nó còn trẻ, bây giờ nghe bác sĩ nói tôi mới tin á. Dạ đây, dạ đây, con xin giới thiệu với tía, với cô. Dạ, đây là sản phẩm của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với tinh chất KGA1 chiết xuất từ cây địa liền, kết hợp với bài thuốc độc hoạt ký sinh thang và collagen tiếp 2 giúp giảm đau, chống viêm và tái tạo xương khớp. Sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp rất là hiệu quả. Vậy thì mình sử dụng sản phẩm này như thế nào con? Tháng đầu tiên mỗi ngày mình dùng 2 lần, mỗi lần 3 viên sau khi ăn. Nhưng mà từ tháng thứ 2 mỗi ngày mình có dùng 2 lần, nhưng mà mỗi lần 2 viên thôi, cũng sau khi ăn. Nhưng mà cô với tía nên nhớ nè, mình phải dùng đúng liệu trình, tối thiểu là 6 tháng mới đạt được hiệu quả tối ưu và lâu dài. Dạ, tía biết rồi. Đúng là y học cổ truyền và y học hiện đại kết hợp. Dạ. Cái điều quan trọng là Phụng nên nhớ, từ đây về sau không có bán những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc, nghe chưa? Biết rồi, tại vì bà Tư sớm trên. Nhắc bà Tư mới nhớ, trời ơi, hồi sáng này bà cũng mua một đống luôn. Tôi phải chạy là tôi ngăn chặn, thôi bà nấu bà uống là bà chết luôn. Cô Phụng khoai đã, qua bà Tư cô Phụng sẵn tiện cho con gửi tặng cho bà Tư một hộp. Nhưng mà dặn cho bà Tư là mua 6 hộp là được tặng một hộp nữa. Quý mãi rồi hả? Dạ. Mình biết rồi, cảm ơn, chạy đi liền. Mình đi nha. Cẩn thận nha cô. Công nhận con của tía giỏi thiệt. Lời khuyên của bác sĩ lưu ý giúp điều trị thoái hóa đốt sống hiệu quả. Tập luyện thể dục thể thao hàng ngày bằng các môn thể thao vừa sức giúp làm tăng độ dẻo dai của các cơ cạnh cột sống. Không mang vác vận động quá sức hoặc sai tư thế. Duy trì cân nặng phù hợp, tránh áp lực quá nặng lên cột sống liên tục. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cung cấp đủ vitamin, khoáng chất, canxi, v.v. Nên thăm khám bác sĩ. Khi có các dấu hiệu đau mỏi xương khớp thì nên đi khám và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nên sử dụng sản phẩm có chứa chiết xuất KGA1 từ cây địa liền giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm, phục hồi sụn khớp thoái hóa, đem lại hiệu quả lâu dài, tránh tái phát cho người bệnh. Quý vị
vị thân mến, mong rằng thông qua chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về thảo dược có tính chất như thế nào trong việc điều trị những bệnh về xương khớp. Đặc biệt cũng xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 17h30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt. Nhãn hàng Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình.